Tiếp tục với nội dung răng do lần trước, hai vợ chồng Giang Phong Miên vì chuyện của Ngụy Vô Tiện dẫn tới bất hòa không nhìn mặt nhau. Tối hôm đó, ông ta quyết định song thuyền đi xa cùng với đám thủ hạ của mình. Cùng lúc có người báo tin tới cho Giang Trường biết, lục sư đệ bị Ôn Cẩu bắt đi rồi, người Ôn gia đang đợi ở sảnh. Trong lúc Giang thúc thúc không có ở đây, bọn họ phải tự giải quyết chuyện này. Tại đại sảnh, a tình nhân của Ôn Triều đã ngồi đợi sẵn. Không bao lâu, Ngụy phu nhân cũng đến tiếp chuyện. Rất nhanh sau đó, Giang Trường và Ngụy Vô Tiện cũng tới can thiệp. Ngụy phu nhân hỏi cho ra lẽ tại sao bắt người của Giang thị. A liền lấy ra con diều được vẽ hình mặt trời, biểu trưng cuộc kỳ sơn Ôn thị đã bị cung tên bắn trúng, và cho rằng người Giang thị làm chuyện bất chính. Nhưng thật ra đó chỉ là một cái cớ, chúng tới đây là để kiếm cớ đến trừng trị Ngụy Vô Tiện. Không thể chịu đựng được thêm nữa, nam chính liền lao tới định tấn công a ta thì bị Ngụy phu nhân chặn lại. Bà ta dùng roi điện của mình đánh liên tục vào Ngụy Vô Tiện. Giang Trường ở ngoài đứng ngồi không yên, liên tục xin người mẹ tha thứ. Sau khi đánh xong, a ta vẫn chưa thấy thỏa mãn nên yêu cầu thêm, buộc cho Ngụy phu nhân phải chặt đứt một cánh tay của Ngụy Vô Tiện thì bọn chúng mới chịu bỏ qua. Nhìn thấy Ngụy phu nhân vẫn còn do dự, a tiếp tục đôn thúc thêm và nói ra chuyện trạm giám sát. Được biết, Kỳ Sơn Ôn thị sẽ lập trạm giám sát ở các thành, trong đó Liên Hoa Ổ cũng không ngoại lệ. Từ giờ trở đi, Liên Hoa Ổ sẽ là trạm giám sát của Kỳ Sơn Ôn thị ở Vân Mộng. Vừa mới nói dứt lời thì Ngô phu nhân tặng một cái tát trời sáng vào mặt ả, cộng thêm một cái nữa cho đủ bộ. Đám thủ hạ của Ôn gia thấy vậy cũng xông lên đánh. Xong chuyện, Ngô phu nhân quay sang tiếp tục trừng trị ả ta. Nhưng không ngờ lúc nguy cấp thì Ôn Trục Lưu đã tới giải vây. Thấy sự xuất hiện của lão ta, Giang Trừng liền suy đoán, bởi vì tên này thường ngày bảo vệ Ôn Triều không rời nửa bước. Vậy thì chẳng khác nào bọn chúng đã kéo người tới nơi này. Và đúng là như vậy, tên Ôn Triều song thuyền mang theo hàng trăm thủ hạ chờ sẵn ở trước thành. Ngày hôm nay, hắn ta quyết tiêu diệt tất cả người ở Liên Hoa Ổ để lấy lại uy quyền. Thế vậy, Ngô phu nhân lập tức cho kết giới cấm chế bảo vệ. Không chịu bỏ cuộc, Ôn Triều ra lệnh tấn công không ngừng nghỉ. Ở diễn biến khác, thuyền của Giang Phong Miên đang trôi giạt thì nhận được tình báo Liên Hoa Ổ mở cấm chế, nên ông ta liền ra lệnh cho thuộc hạ quay trở về. Lúc này tình hình trong thành vô cùng căng thẳng, cấm chế không thể cầm cự quá lâu được. Chưa dừng ở đó, Ôn Trục Lưu vẫn đang ở bên trong. Lão nhân cơ hội đó giết chết những người đang trấn thủ cấm chế, lớp bảo hộ bên ngoài bị phá hủy. Ôn Triều chỉ đạo cho binh lính bắn hỏa tiêu về hướng Liên Hoa Ổ. Trong chớp nhoáng, đám lửa đã bốc cháy dữ dội, trận chiến máu tanh xảy ra. Thời khắc dầu sôi lửa bỏng này mà Giang Phong Miên vẫn chưa về, Ngô phu nhân cùng hai người con từ trong biển lửa bước ra chiến đấu với bọn chúng. Trong lúc giao chiến thì tên Ôn Trục Lưu cũng tham chiến, hắn đối đầu với Ngô phu nhân. Nhận thấy roi từ điện của bà ta vô cùng lợi hại, hắn ta nhặt xác của một tên thủ hạ ra làm bia chắn. Không ngờ rằng máu của xác chết bắn ra lại trúng vào mắt của Ngô phu nhân, khiến cho bà ta không thể nhìn rõ. Nhận được tình hình nguy hiểm nên Ngô phu nhân mang Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng bỏ chạy. Bà đưa bọn họ ra bờ sông rồi trao cho Giang Trừng chiếc nhẫn từ điện. Sau đó bà đưa hai người bọn họ lên thuyền đi tới Mi Sơn tìm sư tỷ, còn một mình bà sẽ ở lại chiến đấu với Ôn gia bảo vệ uy quyền cho Giang thị. Ngô phu nhân dặn dò Ngụy Vô Tiện, có chết cũng phải bảo vệ Giang Trừng. Nói rồi bà ngoảnh mặt lao vào chiến trường. Thuyền của hai người ngày càng trôi xa Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện ngoái nhìn lên trời, nhìn thấy Giang thúc thúc đã quay trở về liền mừng rỡ, mong rằng sẽ giải cứu được Ngô phu nhân. Chẳng biết trải qua bao lâu, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lén lút quay trở về. Khung cảnh Liên Hoa Ổ hoang tàn sơ xác, máu người chết nhuộm đỏ cả thành, đám người Ôn thị kéo lê xác chết vào nơi tập trung. Lúc này Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã đột nhập vào thành. Ôn Ninh biết có sự xuất hiện của hai người họ, liền đánh lạc hướng đám binh lính trợ giúp. Hai người đi sâu vào bên trong, nhìn thấy người Giang thị chết chồng lên nhau tựa như những ngọn núi. Bỗng cầu nghe thấy giọng nói của Ôn Triều nên liền quay sang và tận mắt thấy cảnh tượng đau lòng. Mẫu thân bị bọn chúng giết chết, không những bị thu tiêu, đến phút cuối cùng còn bị ả ta tra đạp. Mà kết cục của phụ thần cũng chẳng khác, cả hai người đều bỏ mạng giống như những người khác. Giang Trừng bàng hoàng không ngờ mọi chuyện nhanh tới như vậy, còn muốn chạy để báo thù. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền ngăn cản. Bây giờ không phải là thời điểm để trả thù, xông vào chính là lao đầu vào chỗ chết mà thôi. Trong lúc hai người giằng co thì bọn chúng nghe có tiếng động, Ôn Ninh nhanh trí ra nói đỡ cho hai người. Chiến tích trận này lẫy lừng, Liên Hoa Ổ rơi vào tay Ôn Triều, hắn ta được đề bạt lên làm tông chủ của vùng này. Điều đó khiến cho Giang Trừng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Không còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện đành phải mang theo Giang Trừng nhảy xuống sông để tẩu thoát. Thấy Giang Trừng mất bình tĩnh, nam chính khuyên bảo, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Ngay lúc này động thủ chẳng khác gì dâng mạng cho kẻ địch. Không thể kiềm chế được, Giang Trừng quay sang đấm một cú vào mặt Ngụy Vô Tiện. Y oán trách,
tại sao Ngụy Vô Tiện phải cứu Lam Trạm và Kim Tử Hiền? Nếu Nam Chính không làm vậy thì bây giờ Sang Thị đâu có một kết cục bi thảm như thế này. Ngụy Vô Tiện không biết làm gì hơn ngoài chịu trận. Lần này, Kỳ Sơn Ôn Thị dùng tới thủ đoạn cuối, truy sát những người còn sống sót của Giang Thị. Bọn chúng theo lệnh truy nã khắp nơi trong thành. Ôn Thị quyết diệt cỏ tận gốc. Không còn cách nào khác, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện phải trốn chui trốn lủi cho thời cơ đi tới Mi Sơn. Tại Vân Thâm Bất Chi Xứ, Thúc Công biết chuyện Lam Trạm phái người đi tìm Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, nên ông ta khuyên anh ta đừng nhúng tay vào chuyện này. Ông lo lắng cho sự nghiệp của gia tộc và an nguy của tộc nhân. Kỳ Sơn Ôn Thị là một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, đụng tới bọn chúng chỉ có chết. Vậy nhưng Lam Trạm vẫn ngoan cố. Huống hồ trước đó Ngụy Vô Tiện đã cứu anh một mạng. Hiện tại thấy cậu ta đang tình thế khó khăn, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Lúc này Lam Khải Nhân cũng tới, anh ta cũng đứng về phía Lam Trạm. Sau khi tìm thức ăn, Ngụy Vô Tiện quay lại không tìm thấy Giang Trừng đâu, nên nhanh chóng chạy đi tìm khắp thành. Nghe người khác nói anh ta đã rời đi từ rất lâu. Nghe vậy trong đầu Nam Chính liền nhảy số. Rất có thể Giang Trừng sẽ quay lại Liên Hoa Ổ, nên Ngụy Vô Tiện liền chạy một mạch tới đó. Đúng như dự đoán, khi đột nhập vào bên trong thì nghe hai tên thị vệ nói đã bắt được Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện lén tấn công giải cứu và không may bị phát hiện. Lúc nguy cấp anh đành phải cõng Giang Trừng rồi bò chạy trên các mái nhà. Nhưng cả hai bị cung tên của đám lính bắn trúng rơi xuống đất. Tưởng chừng như sẽ nổ mạng thì từ phía sau căn phòng có bàn tay kéo hai người vào ẩn náu. Hóa ra người đó chính là Ô Ninh. Hai người đã từng gặp nhau tại thành đàm thị hội ở Kỳ Sơn. Bỗng dưng có người đi vào, nàng chính là thần y Ôn Tình, sư tỷ của Ôn Ninh. Bởi vì là thầy thuốc nên nàng không giết người mà đưa cho họ hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi đây, hai là theo họ về Kỳ Sơn để chịu tội. Nhưng hiện tại Giang Trừng đang bị thương rất nặng không thể đi được. Ôn Ninh xin tỷ tỷ cho họ được nán lại ít hôm. Lúc này bên ngoài binh lính đang lục soát khắp nơi, Ngụy Vô Tiện sợ tới toát mồ hôi và thủ thế sẵn sàng tấn công. Đám người ngoài kia nhìn thấy vệt máu trên sàn, liền nhận định hai người Ngụy Vô Tiện đang ở bên trong căn phòng, nên định xông vào thì Ôn Tình lên tiếng giải vây. Sau khi bọn chúng rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu có một thỉnh cầu nhờ Ôn Ninh giúp đỡ, đó là thay mình an táng Giang Thúc Thúc và Ngu Phu Nhân. Không lâu sau Giang Trừng cũng tỉnh dậy, anh mở mắt ra nhưng vẫn nằm bất động trên giường. Sau khi chúng phải chiêu cổ hóa đan thủ thì anh ta đã trở thành phế vật. Vì đôi tay của Ôn Trục Lưu một khi nung chảy kim đan của người nào thì người đó không thể kết đan được nữa. Giấc mộng báo thù của Giang Trừng dường như hết hy vọng. Anh muốn chết khuất đi cho xong chuyện. Bởi vì có sống thêm nữa cũng chỉ nhìn tên ôn tặc đó hống hách mà thôi. Ôn Ninh nấu thuốc bổ mang tới, nhưng Giang Trừng cũng nhìn nhầm cậu ta là Ôn Triều nên lập tức nổi giận hất bay chén thuốc. Giang Trừng còn hiểu lầm, cho rằng xương cốt cha mẹ còn chưa lạnh mà Ngụy Vô Tiện đã dự dẫm vào sự giúp đỡ của Ôn Thị, van xin bọn chúng tha mạng. Lúc này Giang Trừng đã mất bình tĩnh rồi là hét om sòm, khiến Ôn Tình không chịu nổi phải dùng kim châm làm anh ta bất tỉnh nhân sự. Sau đó nàng ta chữa trị vết thương cho Ngụy Vô Tiện. Được biết những dấu vết đó là do tử điện của Ngu Phu Nhân mà ra. Nhắc tới bà ta làm cho Nam Chính liền nhớ lại câu nói: người sớm muộn gì cũng mang đến phiền phức lớn cho Giang gia. Quả nhiên đúng như lời đồn, tai họa lần này mà Giang Thị nhận phải cũng là lỗi lầm mà anh gây ra. Để đền bù, anh sẽ cố gắng bảo vệ Giang Trừng, không phụ lòng Ngu Phu Nhân đã căn dặn. Ngụy Vô Tiện hứa sẽ đưa Giang Trừng đi tìm sư phụ của mẫu thân mình là Bão Sơn Tán Nhân, cao nhân thế ngoại mấy trăm tuổi trong truyền thuyết. Ông ta sẽ phục hồi lại kim đan cho Giang Trừng. Thấy được cơ hội, sắc mặt của anh ta liền trở nên khá hơn. Thi hài của Giang Thúc Thúc và Ngu Phu Nhân được đưa tới Kỳ Sơn. Ôn Ninh nghĩ mọi cách cũng chỉ lấy được một vài đồ vật từ trên người họ. Ngụy Vô Tiện mang ra những kỷ vật cho Giang Trừng. Hai người họ vô cùng xúc động quỳ xuống bái lạy. Và tới đây thì tập phim kết thúc rồi.